mới chích thuốc về, tưởng đâu yên yên mà không biết có cái thằng nào nó còn nhìn 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 mình đây, không muốn quay. Trời ơi, nói không nghe ta, mình chỉ thích đàn bà thôi. Ê chùa cha, cái thằng này nói không nghe ta, đã mình mới chích thuốc bệnh nóng muốn chết, nó cứ chỉ ánh sáng vào mình hoài. Thôi mình bắt tay người ta coi, đã mình thích đàn bà không thích đàn ông mà cứ nó nhìn quay nóng rồi nha, nói đó hăm dọa đó, thôi mình qua bên kia mình không thích rồi. Trời ơi, thằng này nó lì ta, qua tới đây mình vẫn đeo theo hoài. Thì mình coi món gì vậy, bánh, cái này chắc ăn không được quá, nóng rồi không quay mà cứ ở quay hoài, bỏ ra sao. Trời ơi, nó lì ông nội ơi, là trời, lì gì mà lì dữ hả, đầu óc chó gì mà lì dữ vậy, đã không thích nha. Trời ơi, mình chỉ thích đàn bà thôi, quẩy đuôi với đàn bà thôi. Chù chà, cái thằng này nó lì ông nội ơi, ăn không được, thích là thích chứ không phải thích mà đưa là ăn, quay hoài ghét quá, bỏ ra làm sao. Nó thấy chưa, trời phạt mà đã nói không thích quay rồi nữa, sao trời phạt gì nhanh dữ vậy, không thích quay đó, mình chỉ cưng đàn bà thôi đó. Nữa nói không nghe trời, thiệt tình chứ. Mình lại đây coi, đó, nói ăn không được mà cứ được hoài. Thôi mình không thích, nói không nghe nó, đã mình hăm dọa rồi nghe, đuôi mình quẩy rồi đấy, mình hăm vậy mà bạn còn không thích nữa hả, bạn cứ quay hoài bạn không nghe không hả. Đó, thằng này nó lì thấy ghê thiệt chứ ta, đã mới bệnh sốt về nóng mệt muốn chết, xuống dưới bác sĩ đã hầm bác sĩ chờ nện cho hai mũi rồi, bực mấy mình rồi, về gặp quầy nó chỉa vô con mắt mình, nó quay hoài. Mình rất là sợ đất sợ dơ, chứ không bay xuống bạch cho vô cái mông cho nó biết, bỏ đi đi. Thằng này nó lì tao hả, tao nóng lên rồi tới giờ rồi, hiu hù hả, mày tưởng tao hù mày hả, mày muốn không tao nóng rồi, lỡ rồi chơi mày luôn. Ê, nóng rồi chơi mày luôn, mày giết tao không có vậy là mày muốn không. Trời ơi.